Thưa bà con, chứ một loại trái có quá nhiều tên gọi như là sapo, sapo che hay là hồng xiêm rồi là lòng mứt mà hương vị thì cũng rất là thơm ngon, ngọt liệm, rất được lòng người tiêu dùng. Và ngay cả với người trồng thì cũng vô cùng thích thú, bởi vì mùa mặn năm trước ta nói là sầu riêng rồi chôm chôm này rủ đọt hết trơn, vậy mà sapo chẳng có hề hớn gì trơn á mình thiệt. Đúng rồi, bà con cũng tạm hài lòng với giá cả hiện nay. Cùng theo dõi bản tin Kinh tế Nông nghiệp để tìm hiểu những thông tin xung quanh loại cây trồng này và nhiều nội dung khác. Nếu hồi nãy anh Minh Thiện nói trái sapo chín có cái mùi thơm lừng, thì có một cái loại trái cây khác cũng có cái mùi gấp mấy lần như vậy. Ai mà ăn được thì phải nghiện luôn, còn nếu mà ăn không có được thì chỉ cần nghe thấy cái mùi, ngửi thấy cái mùi thôi thì phản phất đâu đó cũng có thể là nôn ra luôn. Chắc chắn là chị Ngọc Trư đang nói tới trái sầu riêng rồi thưa bà con. Tôi thì cũng từng chịu cái cảnh này rồi. Hồi nhỏ ăn không có được chê hôi, còn bây giờ thì rất là thích và bị nghiện luôn cái mùi thơm của trái sầu riêng. Nhưng mà bây giờ thì đang vào mùa thu hoạch rộ sầu riêng thì giá cũng đang giảm. Anh Minh Thiện có thể là chừa bụng để có thể thưởng thức sầu riêng, bởi vì giá hiện nay cũng không có mắc đâu. Do nguồn cung tăng, vì sầu riêng tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu bước vào vụ thu hoạch chính vụ. Hiện nay giá nhiều loại sầu riêng trên thị trường đã giảm mạnh từ 20.000 đến 30.000 đồng một ký so với cách này hơn một tháng. Tại nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, giá các loại sầu riêng hạt lép đang được nông dân bán cho thương lái ở mức từ 50.000 đến 65.000 đồng một ký. Nhà vườn lo ngại tới đây giá có thể giảm tiếp do nguồn cung tăng mạnh, chỉ bước vào mùa thu hoạch rộ, nhất là khi gần đây đầu ra xuất khẩu trái sầu riêng còn gặp khó do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phụ thuộc vào thương lái thì chẳng bao giờ mà người trồng sầu riêng quản hết được cái loại giá cả khi vào mùa. Nếu như vậy thì thật là uổng cho loại trái bán chạy cả trong nước và còn xuất khẩu ra nước ngoài. Cách quảng bá xúc tiến sản phẩm nên được đẩy nhanh, không phải ở sầu riêng mà ở tất cả các mặt hàng trái cây. Còn sau đây là một loại hải sản nghe cái tên là bật lên mùi vị sang chảnh rồi, đó chính là con tôm hùm. Hồi đợt dịch bệnh bùng phát thì người dân đã có thể chạm tay vào loại tôm này, nhưng mà nay cơ hội này coi bộ đẩy ra xa nữa rồi. Một ký thì bây giờ cũng tăng thêm hơn trước là cỡ 300.000 đồng. Dù vậy thì người dân lại không có để bán mới buồn. Theo người dân nuôi tôm hùm thực phẩm ở xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, thời điểm này do nhu cầu tiêu thụ tôm hùm thịt lên cao nên giá tôm hùm tăng chiều so với thời điểm trước Tết Nguyên Đán. Hiện giá tôm hùm bông loại từ 1 ký một con trở lên có giá 2,5 triệu một ký. Loại 2 từ 7 đến 8 gram một con ở mức giá hơn 2 triệu đồng một ký. So với thời điểm trước Tết, giá tôm thịt các loại tăng lên từ 200 đến 300 ngàn đồng một ký. Riêng tôm hùm xanh thương phẩm hiện cũng được mua theo kiểu cân xu với mức giá 2 triệu đồng một ký, tăng thêm 100 ngàn đồng so với thời điểm trước Tết. Thời điểm này, tôm thịt chỉ mới nuôi được tầm 12 đến 13 tháng, nên trọng lượng tôm chỉ đạt từ 7 cho đến 8 gram một con là cao nhất. Nếu vào chính vụ thu hoạch thì nhóm tôm này vào loại 3, nhưng nay được tính loại 2, dù vậy người nuôi vẫn không có nhiều tôm để bán. Tôm hùm là loại hải sản phục vụ cho giới nhà giàu, nhưng mà người nuôi tôm hùm cũng bao phen lận đận vì nó, bởi vì chúng cũng là mặt hàng xuất khẩu, mà xuất khẩu gặp dịch bệnh Covid-19, hàng ùn ứ là lẽ đương nhiên. Đâu phải là nuôi quân vật gì mà giá cao chót chót thì cũng giúp cho người nuôi làm giàu được đâu. Mấy con cá kiển của anh ở gần nhà tôi thì một con bán được có mấy chục ngàn à, nhưng mà được cái số nhiều, không bao giờ gơ số lượng khách đặt, bởi vậy mà cũng mua nhà cũng tậu xe luôn có mấy hồi đâu. Tính ra thì cái kỹ thuật nuôi cũng không có khó đâu. Chỉ cần chúng ta có một tí xíu tỉ mỉ là được. Một cái mô hình là làm giàu từ nghề nuôi cá cảnh ở tỉnh Tiền Giang ngay sau đây cũng là một minh chứng cho điều đó. Sau chuyến đi tham quan mô hình sản xuất cá cảnh tại thành phố Mỹ Tho, gia đình bà Lê Thị Minh Điều ở xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang bắt đầu xây dựng mô hình nuôi cá cảnh, đến nay cũng được 10 năm. Từ vài hộ nuôi ban đầu, hiện tại gia đình bà đã mở rộng với khoảng 80 hồ, diện tích mỗi hồ từ 15 cho đến 18 mét vuông. Bà Điều nuôi khá nhiều giống cá cảnh khác nhau, cá bảy màu, lia thia, đuôi kiếm, sặc vàng, sặc cẩm thạch. Hầu hết cá cảnh được bán qua mạng và một số thương lái thu mua trong vùng với giá từ 1.000 cho đến 10.000 đồng một con tùy loại. Trừ đi chi phí, mỗi tháng gia đình bà thu lời khoảng 30 triệu đồng. Hồi đó thì cô cũng nuôi ít ít thôi, rồi thấy được, thấy kinh tế cũng ổn đi, rồi cô mới phát triển thêm là trên hết luôn cái miếng vườn này. Theo bà Điều, kỹ thuật nuôi cá không quá phức tạp. Nước nuôi được lấy trực tiếp từ nước sông và được thay liên tục để nước sạch, tạo oxy cho hồ,
Hệ thống máy móc được bà đầu tư không nhiều nhưng vừa đủ đáp ứng cho mô hình. Cái lợi là cá cảnh thích nghi tốt với môi trường xung quanh, ít bị ảnh hưởng bởi nước mặn. Chi phí bỏ ra không có nhiều, xoay đồng vốn lại nhanh mà bán cũng nhanh nữa. Tính ra thì lời mỗi tháng 30 triệu đồng là con số lớn với quy mô như vậy. Ở An Giang thì trào lưu nuôi thú cưng ngày càng phát triển, nhất là nuôi con độc lạ như là kỳ tôm, rồng Nam Mỹ, rùa châu Phi. Trước khi nói tới thú cưng thì tôi nghĩ ngay đến các loài chó, mèo. Mà bây giờ thì vật nuôi cơ bộ cũng rất là đa dạng rồi. Nuôi chăm sóc cho chúng rất là khó, nhưng mà nếu bán được thì tiền lời cũng nhiều lắm luôn. Anh Phan Việt Tài, ngụ tại phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An, có khu vườn nhỏ nuôi các loại thú cưng là rồng Nam Mỹ và rùa châu Phi Sulcata. Được biết, 3 năm nay, anh Tài bắt đầu chuyển sang sưu tầm nuôi những động vật mang tính độc lạ, trong đó đều được nhà nước cho phép nuôi. Thức ăn cho rồng Nam Mỹ và rùa châu Phi Sulcata chỉ là rau muống, rau lan, bí đỏ. Người nuôi không phải tốn nhiều chi phí, chỉ cần bỏ công chăm sóc. Còn anh Nguyễn Công Danh, ngụ xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An, nuôi cá koi. Anh thích chúng vì thấy thân hình màu sắc qua dáng đẹp và dáng bơi uyển chuyển thư thái. Ban đầu, gia đình chỉ nuôi cá trong bể thủy tinh, sau đó nâng cấp lên nuôi trong hồ sân vườn. Hiện nay, anh Danh sở hữu gần 200 con cá koi, đều là những dòng cá đẹp, có ý nghĩa bởi màu sắc và ý nghĩa may mắn của gia chủ. Có thể thấy, trào lưu nuôi thú cưng không mới ở Long An. Cái mới là đời sống của nông dân được nâng lên, từ đó trào lưu nuôi thú cưng độc lạ ngày càng nhiều. Qua trào lưu nuôi thú cưng thì cũng đã giúp cho nhiều người tìm được niềm vui và bớt sống khép kín hơn. Những người có niềm đam mê như anh Tài, anh Danh giờ chuyển sang kinh doanh để chúng có thể thỏa lòng đam mê mà cũng giúp cho người nuôi có thêm thu nhập cho gia đình. Với người nuôi, thú cưng không đơn giản chỉ là loài động vật mà chúng còn là người bạn đồng hành, luôn gắn bó với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Nên hiện nay trào lưu này cũng như là mô hình phát triển kinh tế luôn được đón nhận. Hồi nãy định đem dĩa Sapo này ra mời chị Ngọc Như miếng, nhưng mà mua hôm qua nay mà nó vẫn chưa có chín nữa. Đây cũng là điều khác biệt so với những loại trái cây khác. Khi mà ít khi nào mà Sapo để chín cây mà người trồng thì phải hái xuống đem vú cho chín rồi mới bán được. Dạ, nghe nói là Sapo này là trị được bệnh đó Minh Thiện. Trị được rối loạn tiêu hóa rồi lợi tiểu, hiệu quả. Mà trái chín thì mới được thưa bà con. Và trái còn sống thì có mũ ăn vô là độc lắm. Đúng rồi chị Ngọc Chi. Và loại cây trồng này thì đi ở các tỉnh Tiền Giang, Long An sau mùa hạn mặn năm rồi thì thấy là bà con cũng đã trồng dày lên trên các diện tích đất sản xuất. Và đối với diện tích loại cây Sapo này thì cũng được mở rộng nhiều lắm luôn, mà cũng mừng là năm nay Sapo có giá. Đợt hạn mặn lịch sử vừa qua, diện tích cây Sapo tỉnh Tiền Giang không bị thiệt hại. Đồng thời gần đây, giá loại trái cây này cũng tăng nên nhà vườn địa phương đang chấn trồng diện tích. Ở thời điểm này, giá trái Sapo đang ở mức từ 25.000 đồng một ký, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Với sản lượng khoảng 25 tấn một hecta, mỗi hecta nhà vườn có thu nhập trên 300 triệu đồng một năm. Ưu điểm của loại cây này là có thể sống được khi nước mặn trên 1/1, cho trái qua năm và đầu ra ổn định. Sapo là loại cây ít bị sâu bệnh phá hoại, tuy nhiên nó cũng bị một số loại sâu tấn công như sâu đục cành, sâu đục trái, ruồi hại trái, rẹp sáp hại cây, ngày hại lá và một số bệnh như bệnh đốm trên thân, đốm lá. Bà con cần lưu ý chống đổ ngã cho cây vì rễ của cây ăn nông. Nếu làm tốt các khâu sẽ có những chùm Sapo tươi tốt. Cây Sapo cho trái rải rác quanh năm, nhưng mà có hai vụ chính là xuân hè và hè thu. Cũng dễ tiêu thụ lắm thưa bà con, chỉ có thể dùng tươi hoặc là sử dụng để mà làm sinh tố. Và vì là cái tán to nên có thể là trồng xen thêm nhiều giống cây khác như là ổi, cam, quýt, tuổi thọ lên đến hàng chục năm mà không phải mất công chăm sóc nữa. Và nội dung này cũng đã kết thúc bản tin Kinh tế Nông nghiệp ngày hôm nay của truyền hình Hậu Giang. Chân thành cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại bà con trong bản tin ngày mai.